Cho đến bây giờ chúng ta đã có hai phân tích, đó là phân tích độ mạnh của liên hệ giữa x và y dựa vào cái bình thống kê t. Một cách làm khác đó là ta có thể phân tích phương sai, đó là thường viết tắt là ANOVA, analysis of variance, và phân tích này cũng có thể sử dụng trong hồi quy đa biến. Phân tích phương sai sẽ phân tách sự biến động của y ra thành hai phần, đó là phần biến động giải thích được với x và phần biến động không giải thích được, và ta so sánh hai phần này với nhau, sẽ giải thích từng bước để phân tích ANOVA trong phần tiếp theo. Đây là kết quả của phân tích ANOVA. Ta sẽ có một bảng số liệu như thế này, trong đó tổng biến động của y thường ghi là LST, đó chính là bằng tổng của y trừ đi ngang bình phương. Ở đây cũng gần giống phương LST thì cũng gần giống như công thức của phương sai, chỉ khác biệt đó là ta không chia cho n. Thì ta có thể hiểu đây là tổng cái độ biến động của y xung quanh giá trị trung bình bằng 6724,66, đó chính là cái giá trị cuối cùng ở đây. Một phần biến động của y mà không giải thích được bởi mô hình thì tạo đó chính là cái phần biến động của phần dư. Phần dư ta nhớ lại, phần dư đó là bằng giá trị thực tế là y trừ đi giá trị dự báo là y mũ tổng bình phương. Như vậy ta lấy tổng của các phần dư bình phương, tổng của a bình phương sẽ bằng là 1493,53, đó chính là phần sum square của phần dư, đó là residual. Và phần còn lại đó là phần biến động của y mà giải thích được với mô hình thì đó chính là bằng hiệu của LST và LSI, là bằng 6724,66 trừ đi 1493,53 là bằng 5231, đó chính là giá trị ở trong vòng đầu tiên. Ở đây ta sẽ có một hệ số, đó là hệ số R bình phương. Đây là một hệ số thường sử dụng khá là nhiều để thể hiện cái khả năng của mô hình trong việc dự báo đối với biến y. Hệ số R bình phương sẽ được tính đó là bằng phần biến động của y mà giải thích được với mô hình và chia cho tổng biến động của y. Ở đây ta sẽ có đó là bằng 5231,13 chia cho 6724 bằng 78%. Diễn giải đó là mô hình giải thích được 78% độ biến động của y. Như vậy chỉ có một phần rất là nhỏ ở đây, đó là tổng bình phương của phần dư. Nếu như tổng bình phương của phần dư càng nhỏ thì chứng tỏ là mô hình càng giải thích được nhiều cái biến động của y. Và một đặc điểm đó là R bình thì chỉ nằm trong khoảng từ 0 đến 1. Với giá trị càng lớn thì càng thể hiện là mô hình càng dự báo chính xác giá trị của y. Và vòng 1 đó là thể hiện là mô hình là hoàn hảo, tức là x có thể, nếu ta biết giá trị của x, ta có thể hoàn toàn dự báo được giá trị của y. Và đặc biệt đối với hơi quy đơn biến thì R bình phương sẽ được có thể được tính bằng đó là cái hệ số tương quan giữa x và y bình phương. Đó là nếu ta biết cái hệ số tương quan giữa x và y, ta chỉ việc lấy giá trị này bình phương, ta sẽ tính được giá trị của R bình. Và tiếp theo trong các bước phân tích ANOVA đó là ta sẽ tính bậc tự do. Thứ nhất là bậc tự do của tổng sẽ bằng n trừ đi 1. Với n ở đây bằng 27, do vậy n trừ 1 bằng 26. Đó chính là giá trị của total của df bằng 26. Bậc tự do của mô hình đó là bằng 1, do là ta có một biến tích, đó là bio IQ, thì ta sẽ có df bằng 1. Và bậc tự do của phần dư đó là phần còn lại sẽ bằng 25, là bằng 26 trừ đi 1 bằng 25. Ta sẽ tính cột tiếp theo, đó là cột mean square, đó là trung bình bình phương. Đó là bằng cột sum square chia cho cột df. Tức là ta sẽ lấy 5231 và chia cho 1 bằng 5231. Và với dòng thứ hai đó là ta lấy 1493 và chia cho 25 bằng 59,74. Và ta tính được thống kê f là bằng giá trị 5231 và chia cho 59,74 và bằng 87,56. Ở đây thể hiện đó là ta thấy là thống kê f ở đây rất là lớn, đó là do cái biến số x ở đây là biến bio IQ, dù chỉ chiếm một bậc tự do
nhưng nó đã giải thích được đến 5200, tức là giải thích được phần lớn cái độ biến động của biến y. Trong khi phần dư sẽ có df là 25, nhưng chỉ giải thích được một phần khá là nhỏ, 1500. Như vậy nếu ta chia hai số này ra một số rất là lớn, chứng tỏ là cái biến giải thích của ta đã giải thích được một phần rất là lớn cái tổng độ biến động của biến y. Vậy là chữ F khá là lớn, và ta tính p-value đó là bằng xác suất để một biến ngẫu nhiên phân phối F với bằng tự do là 1,25 sẽ lớn hơn giá trị F statistics, và p-value của trong trường hợp này sẽ rất là nhỏ, thậm chí bằng 0%. Và như vậy ta sẽ kết luận là ta bác bỏ H0, tức là bác bỏ giả thuyết là beta 1 bằng 0 và ta chấp nhận giả thuyết là beta 1 khác 0, tức là thể hiện là biến giải thích thì có ý nghĩa trong việc dự báo biến phụ thuộc.